Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết nối một cái màn hình có cổng vật lý bình thường và hoàn toàn không có cổng internet, một cái con HDMI bình thường kết nối với con FXMO. Thì đặc điểm của FXMO là nó chạy màn LAN hỗ trợ chặn màn internet, mà nó lại muốn kết nối với nó thì các bạn thông thường các bạn thấy là nó kết nối với qua cổng internet thì ok đúng không? Nhưng mà giờ nếu mà bạn có một con HDMI bình thường thì làm sao kết nối được với nó? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ. Thì cái màn hình của mình là đang có một cái màn hình và đang có một chương trình sẵn, nhưng mà chương trình này là không kết nối được với con PC này. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để kết nối được. Đầu tiên mình sẽ test con PC này. Mình test con PC này trước xem nó hoạt động có được hay không như thế nào. Thì mình chỉ mở chương trình máy tính lên, chọn vào người Word. Bây giờ trong chương trình nó thì mình đã viết sẵn một chương trình, một đoạn chương trình đổ vào rồi. Thì mình có thể là chọn online này, real. Demo này, ok này. Mình có thể đọc ra và nó sẽ hiện cái bảng này lên. Thì các bạn có thể chọn ra đây, nếu mà hiện cái này hiện cái địa chỉ này, bạn chọn communication test mà nó hiện thành công đó, thì ok, mình kết nối vào. Và chúng ta sẽ đọc ra. Đây chúng ta có một check vào main này, chương trình main này, nhấn vào skill để nó thực thi. Rồi sau khi đọc ra thì chúng ta vào mục main để xem main program body, để xem cái chương trình bên trong nó. Thì chương trình nó khá đơn giản, nhấn M0 thì Y0 sẽ on, nhấn M1 Y0 sẽ tắt, và đồng thời Y0 nó on thì nó tự giữ chính nó và nó sẽ đếm cái xung clock 1 giây để tăng cái địa chỉ D0 này lên. Thì chúng ta sẽ có thể chọn online để online lên ha, và nhấn Shift MO này. M1 này đang on này. M0 thì nó đang on đó rồi. Nhấn M0 và nhấn M1 thì sẽ tắt. Đó. Nhấn M0 thì on và cái D0 này đang đếm này. Rồi. Như vậy là cái con PC này đang chạy như vậy đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sau khi test xong mình sẽ hạ xuống và mình sẽ giới thiệu cho bạn bây giờ kết nối với con này thì thế nào. Thì để mà kết nối được với con PC này thì đòi hỏi điều kiện tối thiểu và bắt buộc là con màn hình này. Con màn hình chúng ta sẽ phải có cổng RS-485, bởi vì trong PC này nó có cái cổng RS-485 ở trên CPU luôn. Như vậy thì chúng ta chỉ có kết nối qua giao thức đó thôi. Và 422.232 thì mình không thấy nhắc tới trong tài liệu, như vậy có lẽ là FXMO nó sẽ không chạy RS-232 và 422 đâu. Hoặc là nếu mà có thì các bạn sẽ phải gắn module, gắn mấy cái cạc ở trên này thì các bạn có thể kích hoạt được lên. Rồi, như vậy thì khá phức tạp. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn sử dụng cái RS-485 để kết nối với một cái màn hình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái tài liệu lên. Thì cái cổng kết nối của cái con này là phía bên màn hình là chân số 8 hay số 9. Còn cái này là RS-485 onboard trên con FX5 CPU. Vậy thì bây giờ mình sẽ lấy đồ ra mình cắm vào ha. Mình chuẩn bị một sợi cáp. Thì ở đây mình đã nói chứ số 8 và số 9 rồi. Mình sẽ cắm vào đoạn này. Rồi. Cái màn hình này cái chân cái màn nó hơi nghiêng một xuống, nó chọn thấp luôn. Rồi. Và cái đầu dây này mình sẽ kết nối vào cái RASA này, mình sẽ nói chung
RB, SB mình sẽ nói chung và nói chung vào chân số 9. Rồi thì nó còn chưa có nhận đâu nha. Đây này, nó còn chưa nhận đâu. Thì chúng ta cần phải cấu hình nó nữa. Thì ở đây cấu hình thì đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình ở cả con BOC. Cấu hình BOC như thế nào? Cấu trong BOC thì bây giờ mình sẽ mở một dự án mới lên để cho các bạn thấy, mình chỉ các bạn cấu hình từ đầu. Tránh trường hợp là các bạn nghĩ là mình đã cấu hình sẵn trong này mà có gì đó mình không có làm cho các bạn thấy, mình thì mở một dự án mới lên. Rồi mình tạo một dự án mới này, Vietnam U nha, ladder nha. Ok nè. Rồi ở qua bên này mình sẽ copy cái dòng code này thôi. Rồi mình bỏ bên này. Rồi bên này mình thoát cái dự án này ra luôn. Không có lưu dự án này. Rồi, mình chỉ nhấn F4 để convert cái này đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, cái này là dự án mới nha. Và chúng ta sẽ chọn vào parameter này, các bạn lưu ý. Rồi chọn vào Vietnam Super U này, kéo xuống này. Chọn vào module parameter này. Và bạn chọn vào cộng RF455 serial port. Và ở đây thì chúng ta sẽ chọn vào mail shop connection này, chọn vào dòng sổ xuống và chọn MC protocol này. Chọn ok này. Và ở đây chúng ta sẽ set, ví dụ có thể mình chọn là 8 bit này. Chọn về event này. Và chọn một bit stop này, và tốc độ có thể chọn 19.200 hay là tùy thích mà các bạn muốn chọn như thế nào thì chọn chọn vô. Nhưng mà màn hình chúng ta tí nữa chúng ta sẽ khai báo trùng với cái tốc độ này thì sẽ ok. Và nhớ là chọn edit. Rồi cái sum là bạn chọn edit nha. Rồi edit. Rồi apply. Rồi sau đó là các bạn vào convert preview on đi. Yes. Ok. Và bây giờ chúng ta có thể thoát cái này đi. Rồi các bạn write xuống, viết xuống qua con BOC. Viết hết vào. Ok. Rồi bây giờ sau khi mà biết hết rồi thì nó bằng cần, rồi bạn sẽ tách nguồn đi, mở lên lại ha. Rồi mình sẽ lấy cái sợi cáp để lập trình những màn hình nữa, mình mở được nguồn nữa. Rồi nó đang báo cái lỗi gì đó trên cái màn hình, nó xuất hiện cái đèn màu đỏ, bạn thấy cái đèn màu đỏ trên màn hình. Và mình vào đây mình check nha, bạn có thể chọn monitor mode này và hiện vào cái dấu chấm than của error này, chọn vào để kiểm tra nó đang bị cái gì. Thì nó đang báo là parity error và frame error. Thì con frame error có nghĩa là cái này nó đang thuộc về truyền thông với cái màn hình, nó báo là nó không nhận được cái màn hình đó, nó sẽ báo lỗi. Thì tạm thời cứ đợi đó đi, mình sau khi mình set cái màn hình xong, mình cài đặt cái màn hình xong thì nếu mà nó không nhận nữa thì chúng ta sẽ tính tiếp.
Rồi bây giờ á, tạm thời không online nữa. Rồi chúng ta sẽ cắm dây cáp màn hình vào máy tính. Chúng ta sẽ mở cái phần mềm lập trình của màn hình lên. Màn hình này là màn hình Kinsey, thì bạn mở phần mềm của Kinsey lên. Rồi chúng ta sẽ chọn vào một dự án mới này và chọn cái module tên dự án là kết nối ha, FX5, chọn module AMZ và cái module nó là A701 này. Rồi chọn Next và chọn với Mitsubishi này. Chỗ này chúng ta sẽ chọn FX5U này và Next. Đây. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn vào FX5U này và xếp lại cái cổng của nó. Number Restore FX5U. Ok, chọn Connection Setting. FX5U. Và mình chọn vào cái cổng truyền thông bình. Kết nối đâu ta, con này nó chọn ở cổng nào với mức 3 rồi. Chọn vào open. Các bạn nhấp vào đây, nhấp vào câu 1 đây nè, dòng này câu 1 này và chọn vào đây. Thì lúc nãy mình nó đang chọn vào cộng kiểu giao tiếp 422 á, mình chọn là RS455 này. Mở stop là 1 bit stop này, chọn even này, 8 bit này. Và nãy mình chọn 19.200 thì mình chọn đúng như vậy. Rồi, sau khi mình set xong thì chúng ta sẽ tạo một dự án mới ha. Dự án mới thì chúng ta chọn một cái bit đi ha, bit này giống như chương trình lúc nãy á, chọn vào câu 1, chọn vào M0 là bit on đi ha, M0. Chọn nó đi, đây là M0 ha, chọn tên là M0 nè, 30. Đấy, số 1 cũng M0 mà cô chữ là 30 đi. Ok. Và chọn lại cái kiểu nó là, ủa sao mình chọn indicator này chứ, M0. Chọn vào là dot nha, dot là chấm á, tức là khi bạn nhấn giống như momentary ấy. Rồi, ok. Copy cái nữa là M1. M1 ha. Và cái chữ xuất hiện là M1. M1, rồi, ok. Rồi một cái y nữa, cái y thì nó là indicator, chọn ở đây và indicator bit set y0, rồi nó là y0 nè, chọn bự bự lên xíu, 40 đi. Mình có thể chọn cái đèn nào cho nó đẹp ha. Có
một số cái kiểu đèn rồi đó. Trạng thái không là ví dụ đèn màu trắng đi, đèn màu màu xanh đi, còn trạng thái một thì mình chọn cái đèn màu đỏ đi, ok. On thì mình cho nó bự bự lên xíu đi, đi không chứ. Cái thanh ghi nữa, number display để không cho số bự lên, bự hơn nữa. Như vậy là xong, mình sẽ write xuống thì mình chọn vào lót xuống. Rồi chờ màn hình nó khởi động lại. Nó vẫn báo là không nhận được. Nó vẫn báo không nhận được ha. Mình kiểm tra lại một xíu. Ok đi. Vẫn báo lỗi, vẫn báo lỗi nha. Bây giờ mình vào mình kiểm tra, nó báo lỗi ở đâu thì mình xử lý chỗ đó. Nó báo lỗi ở đây là nó báo lỗi parity, error và frame error là cái khung truyền này nó không đúng. Có thể là cái khung truyền này nó không được hỗ trợ với cái khung này. Vậy thì chúng ta sẽ phải vào kiểm tra lại MC Protocol. Nó báo lỗi parity, mình chọn là non đi hay là ưu đi. Parity phép lỗi hả? Mình check xem lại xem nó báo không có lỗi này. Rồi mình cần vận pháp. Mình write vào, mình chọn lại cái này thôi, cho biết cho nó lẹ, là chỉ cần parameter và program thôi. Rồi sau đó mình tắt cái nguồn để cho nó reset lại. Dĩ nhiên con màn hình mình cũng sẽ sửa lại theo. Số 9 đúng không ta? Mình đấu sai số 8 là A. Số 8 là A hay số 8 là B? Số 8 là A đúng rồi. Số 9 là B. Vậy thì không sai. Ở đây nó còn báo lỗi. Còn báo lỗi ở màn hình thì giờ mình đổ lại màn hình. Cái màn hình chỗ này. Bên chọn là ưu, ok.
Đây các bạn, mình đã tìm ra được cái lỗi của nó là ở chỗ này mình đang viết, mình vẽ nhầm cái sơ đồ này. Cái này là chữ số 8 là A, chữ số 9 là B. Chữ số 8 là A, chữ 9 là B, cho nên là chúng ta chỉ cần đổi ngược lại thôi. Cái chữ này lại là được thôi. Hai cái chữ màu vàng với màu nâu này, đổi ngược chữ nó lại là được. Số 8 sẽ là B. Bây giờ á là nhận được rồi. Thì bây giờ á là nếu như vậy á thì lỗi mình sẽ không phải là nếu như vậy á, thì chúng ta sẽ sửa lại ở đây. Chúng ta sẽ chọn nó là 8 bit đi, event đi, giống như ban đầu này mình muốn á, mình chạy ở tốc độ 19.200 đi, rồi chọn apply rồi đổ vào convert review on ha, rồi đổ nó vào. Yes, to on. Và bên màn hình cũng vậy, bên màn hình chúng ta cũng sẽ set chỗ này lại là 19.200 này, event là 8 bit này, rồi ok và đổ nó vào. Rồi bây giờ chúng ta tách nguồn mở lại. Bây giờ nó chạy rất là nhanh, 19.200 thì chạy khá nhanh. Và chúng ta sẽ chọn chỗ này nó hơi trùng trùng gì đây ta, cái nó gần nhau quá nó bị chạm nhau. M1 nha. Rồi rồi chúng ta sau khi kết nối được rồi thì chúng ta bấm thử này, đang nhảy số này, rồi nhấn lên M1 thì nó sẽ tắt. Đó, như vậy là chúng ta đã kết nối thành công. M0 thì đi không là sáng ha, tắt này. Ok, vậy là chúng ta đối thành công. Thì mình cũng rất mong các bạn xem video này và có thể áp dụng được cho công việc của các bạn. Thì
Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share kênh của mình cho nhiều người có thể học hỏi thêm kiến thức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé.